đấu ngày hôm nay của đội bóng mình khi mà thua quá sớm? Yeah, I think it will sound very stupid what I will tell you. You can judge that whatever you think, but yeah. The way we played from the first minute to the last minute is exactly the way I like to see a football team playing football. Of course, what I didn't like at all is that we lost the game at all. But I saw the players fighting until the last minute. I saw players like Van, like Long coming in. I have to play three different central defenders because unfortunately our central defenders were all injured. It's a very unlucky situation. We already start with one midfielder in the defense, and then we have to change both central defenders and get again two midfielders at the back. The early goals are goals from a good striker that is very good in that kind of ball, and it's not so easy to defend. Of course, we have to defend better that ball because easy chips the coach, like not going really to the challenge in the box. But again, they are not central defenders. They try. And again, I know it sounds very stupid, but the only thing I'm not here is just score more goals than my opponent. It's not happening. The club is totally right to be very disappointed, very angry. I am also very disappointed, very angry with myself because the results are not coming. But I saw a big, big, huge fight from my team. And again, the way they tried, it was fantastic. Until the last minute. I want to play football always like that. I know, I don't want to lose. I am a terrible loser. Coach, a terrible loser. But yeah, that's football sometimes. Unfortunately, it happens too often now. Cái điều vừa mình nói này có thể là các chị cho là nữ cho là chính rồi, nhưng mà tôi hài lòng với những gì của cuộc thi. Còn họ đã chơi những thứ phức tạp, cái tinh thần của họ rất là tốt từ đầu cho đến phút đến cuối cùng đi đâu, tinh thần rất là tốt. Và cái điều để hại đến đội chúng tôi hiện nay quá kém may mắn và các cái đường bền của chấn thương. Hôm nay tôi chơi với cái hàng người cũng đúng là những cầu thủ kiên đáo ở vị trí của họ. Tôi phải trung vệ chúng tôi phải đưa một người biên vào cả trung vệ rồi trong trận đấu cũng lại trung vệ để chấn thương. Cho nên tôi thua những cái buổi bàn thua thì họ những tiền đạo ghi bàn để đối phương những tiền đạo đẳng cấp họ ghi bàn trong khi chúng tôi lại tôi biết là họ cũng đã rất nỗ lực rồi nhưng mà chúng ta khi thế thì trung vệ chúng tôi họ không chống đỡ được thì câu lạc bộ của tôi lãnh đạo của tôi rõ ràng là thất vọng hay là bực tức với kết quả như thế này. Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng rất là thất vọng với kết quả này. Mặc dù về lối chơi tôi không nghĩ rằng mình thua, nhưng mà kết quả là kết quả mà hoàn toàn là ngoài sự mong đợi của tôi, rất thất vọng. Also